Chiều ngày 19 tháng 12, Ban Thường vụ Quận đoàn tổ chức hội nghị tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ ký giao ước thi đua năm 2024. Tới sự có đồng chí Nguyễn Thị Thủy, Phó Bí thư Thành đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố, đồng chí Đỗ Đức Chính, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Phong trào Thành đoàn, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố. Về phía quận có đồng chí Nguyễn Thị Thuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận, đồng chí Trần Duy Tưởng, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng ban Dân vận Quận ủy, đồng chí Nguyễn Phong Doanh, Ủy viên Quận ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận. Năm 2023, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi quận được tập trung triển khai đồng đều trên các mặt công tác, hoạt động tuyên truyền giáo dục có nhiều đổi mới về phương thức, ngày càng phù hợp với thanh thiếu nhi, tạo hiệu ứng rộng rãi trong xã hội. Các phong trào hành động cách mạng, chương trình đồng hành với thanh niên được triển khai sâu rộng, hiệu quả rõ nét, phát huy vai trò xung kích tình nguyện của thanh niên tham gia hoạt động an sinh xã hội vì cuộc sống cộng đồng. Công tác phát triển đoàn viên, hội viên, đoàn tham gia xây dựng bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng. Hoạt động xã hội hóa các nguồn lực để tổ chức chăm lo, bồi dưỡng thanh thiếu nhi được các cấp bộ đoàn quan tâm làm tốt. Với chủ đề Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số, các cơ sở đoàn đã ra mắt 3 chợ dân sinh chuyển đổi số, 5 khu phố 4.0, 9 công trình thanh niên, chuyển đổi số trong tuyên truyền quảng bá điểm du lịch, địa chỉ đỏ, di tích lịch sử văn hóa và ra mắt mô hình ứng dụng chuyển đổi số thông qua nền tảng số mạng xã hội Zalo A đồng loạt tại 10 phường. Ngoài ra, các cơ sở đoàn đã tổ chức 3 đợt khám bệnh phát thuốc miễn phí trị giá 27 triệu đồng, tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện thu được 252 đơn vị máu. Công tác xây dựng đoàn, củng cố, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên được chú trọng. Công tác phụ trách đội, thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và chăm sóc giáo dục thiếu niên nhi đồng tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác tham mưu phối hợp chủ động hiệu quả hơn. Công tác chỉ đạo quyết liệt sát sao với phương châm hướng về cơ sở. Trong năm 2023 đã thành lập 2 chi đoàn theo tinh thần nghị quyết 28, toàn quận đã giới thiệu 142 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, trong đó 128 đồng chí được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Năm 2024 với chủ đề Năm thanh niên tình nguyện, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của quận tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm và 12 chỉ tiêu chủ yếu phấn đấu thực hiện. Nhân dịp này, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quận vinh dự được nhận cờ của thành đoàn tặng đơn vị xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023. Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen cho 2 tập thể và 1 cá nhân. Thành đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố tặng bằng khen giấy khen cho 7 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023.